nói hoài với mấy chị, cái mấy một câu phương cái qua một câu phương cái mấy chị không biết là gì, cái xong cái em mới nói cái mấy chị mới biết em cũng giấu qua bả luôn á, em trả 170 triệu tiền nợ lên á, em trả trước hết á, mà giấu mà giấu vậy giấu luôn mấy chị á, giấu luôn bả mẹ nói ngoan một cục quá rồi bỏ tiền nghe làm nhà để quay vui rồi. Cái 14 cái kiếm chuyện cho nhăn nữa đặng không chơi nữa mà sao giờ tới tới với em giờ ba lần rồi đó, em nói giờ ba lần rồi em với em đó, cái hứa là nghĩ cầm cái tiền em bán mà cầm 170 triệu đưa cho trả nợ, nghĩ hỏi cho em đau lòng không, em nói thẳng vậy đỡ nào nó bút ơi bằng cực khổ em mày chưa có kiệt tưởng đâu hết rồi anh em cũng thích chơi coi cái mồi giống như có rồi. Ba chắc ba không ngồi xuống xì đó. Ờ. Mà có đỏ lại, đâu phải Lý hả? Lý hả? Lý hả? Mà em tướng kỳ này là không chơi rồi đó anh. Vậy là lúc nãy nó ớt hơn lúc trước hả? Bởi vậy? Lúc trước thấy nó mập mà. Sao ngày nay cờ bạc là thất bại chứ không? Có tham mà thắng người ta. Nằm giao giao hoài rồi không làm. Bỏ hết rảnh công việc đang hái cơm chơm mà thứ mấy ngàn ký bữa hổm đó anh. Lúc đó á lúc đang hái trước mùa Tết á. Ba đó. Chết trời thế vậy. Kêu hứa cũng hứa cái nói với anh Măng. Mà anh Măng biết nha, cái gì có anh Măng biết đó. Chơi nhiều ít thua nữa rồi cộng nhưng mà cứ là hết hoài vậy đó, còn cái gì mà lúc mà anh bí đường rồi anh cần nữa em là anh mới nói là anh mới đòi hỏi tiền mà ở đây ai làm thầu cá độ vậy, có phải mấy thằng này không, mấy thằng bữa nó qua đây ngồi đây không, cái thằng đó là nó giống chơi như có tài xế nha, nó làm không, còn cái thằng thằng chủ nhà này nè. Không à, có chơi nhưng mà không biết cái đó là chơi hay là ấy, bữa đó nghe nó bàn á. Cái thằng tài xế qua cái mấy thằng bên đó với thằng Lý chơi bàn, nhưng mà mấy thằng này chơi nhỏ cái đờ cánh bút chơi là hai thằng này không biết rồi. Rồi còn mới học riết con ngân em điều tra ngân ngân nó nói chú bút đó là chơi lớn lắm, là chơi ở một cái thầu nào đi. Không có chơi chỗ này. Nếu mà lúc mà trăm mấy là vẫn chưa chơi với Lý. Lúc đó là chưa đâu. Rồi chung. Rồi chơi sau này hả? Lý sau này là mới chơi chung. Trước mà chơi đâu á. Không có chơi chung. Rồi sau này chơi cũng không chơi chung nữa. Mà chỉ nghĩ là Lý sẽ không có chẳng. Bây giờ nó chơi qua mạng. Nó chơi qua mạng. Em mới nói gì nè. Bây giờ em không đưa tiền. Em không đưa tiền trả mà
ai anh thiếu ai thì lại đây đem trả. Em trả cho mà đấu chịu. Sa tâm ban giống như Thảo mới rút được mấy tỷ được.